đưa cho con hỏi khi cuộc đời chịu nhiều đắng cay cực khổ, con người ta tìm đến Phật pháp. Nếu như người đó chưa đủ trí tuệ để hiểu biết được đâu là chánh pháp mà phát tâm tu tập, thì khi đó có phải họ dễ dàng rơi vào bẫy ma? Vậy theo sư, một khi đã tu sai thì hậu quả như thế nào? Giả sử người tu sai mà thành ra điên dại thì họ có thể trở lại đời sống bình thường hay không? Và khi được bình thường họ có thể tiếp tục tu tập nữa hay không? Thứ nhất á, là cái chuyện mà mình tu sai á, thì mình càng tu càng xa. Tức là mình càng nỗ lực tinh tấn thì mình càng xa con đường giải thoát. Điều này đã được nói đến ở trong Kinh Tạng, khi mà ở Trung Trung Bộ đó, khi mà Đức Thế Tôn nhắc đến những cái vị ngoại đạo Lý Ganh Thá. Tu sai mà càng nỗ lực thì càng tu là càng đi lạc. Hơn nữa, trong cái quá trình đi lạc đó, chúng ta có thể phạm vào rất nhiều những cái lỗi lớn, lỗi đặc biệt nghiêm trọng. Ví dụ như phỉ báng Thế Tôn, tức là những gì Thế Tôn không nói mình cho là Thế Tôn có nói, những gì Thế Tôn có nói mình cho là Thế Tôn không nói, những gì Thế Tôn có làm mình cho là Thế Tôn không có làm, những gì Thế Tôn không có làm mình cho là Thế Tôn có làm. Từ đó gây ra cái nghiệp đặc biệt nghiêm trọng là phỉ báng Thế Tôn. Cái thứ hai là cũng là nghiệp đặc biệt nghiêm trọng là phỉ báng các bậc thánh, cho là các ngài tu như vậy là cái thứ là mạ khô giống cuối. Xin lỗi, tại vì nói thì phải chức chỉnh một vài. Thì mình phạm vào cái lỗi đặc biệt nghiêm trọng là phỉ báng thánh nhân. Và hai cái thứ ba là cũng là cái lỗi đặc biệt nghiêm trọng là mình phỉ báng giáo pháp, tức là cái phương pháp tu tập đi đến sự giải thoát giác ngộ. Mình có thể là mình phỉ báng, mình chê trách, mình bài xích và mình kêu gọi người khác cũng phỉ báng, cũng chê trách, cũng bài xích. Và do ba cái lỗi đặc biệt nghiêm trọng đối với Phật, Pháp và Tăng thì họ sẽ đi xuống các khổ cảnh rất là dài lâu. Và thậm chí nếu như kiếp nào được sanh làm người thì vị đó cũng rất khó, mà ở trong chú giải Pháp Cú có nói đó, là vị đó sẽ bị cản trở rất lớn trên con đường đi đến sự giải thoát giác ngộ. Tức là khi xưa mình chưa có phỉ báng Tam Bảo á, thì mình tu thì nó được cái khó nó là cấp độ 1 nha. Nhưng mà khi mình đã phỉ báng Tam Bảo rồi đó thì cái con đường tu của mình á, nó khó ở cấp độ địa ngục, chứ không phải cấp độ còn con số để mà cố định, nó khó ở cấp độ địa ngục. Cho nên là đó là những cái sự tai hại. Còn quý vị hỏi là mình có thể nếu như mà điên dại thì có thể trở lại đời sống bình thường hay không, thì xin thưa là nó tùy tùy mình điên ở cấp độ nào, và tùy là mình có nhận ra cái điều đó để mà mình quay đầu hay không. Còn quý vị hỏi là nếu như mà được bình thường thì họ có khả năng tiếp tục tu tập hay không á, thì xin thưa là trên lý thuyết là có. Bởi vì ngay cả Đề Quả Đắc Tá, tức là Đề Bà Đạt Đa đó, còn có cơ hội mà. Nhưng mà sư e là đời này là vô duyên. Nhưng mà cũng còn tùy nữa. Có khi là do năm xưa mình vô minh ấy. Thì khi mà mình phát hiện ra thì mình biết đâu còn có cơ hội. Nhưng mà nghiệp thì nó nặng lắm, và chắc chắn là nó sẽ bị cản trở rất là nhiều. Và thì quay đầu không sai thì bán Tam Bảo họ biết đường quay đầu sớm và còn có đường để quay đầu. Không biết về vấn đề này thì Đại Đức Tuệ Tường có cái nhìn như thế nào? Dạ, thưa Đại Đức, thưa quý vị, thì ở đây cái vị này hỏi là một người đã tu sai thì hậu quả như thế nào?
Khi mà nói về cái vấn đề mà tu sai và hậu quả thưa vị, thì Đức Hành Tuệ cũng như giảng rõ thưa vị đó. Sư ở đây sư chỉ nói thêm cái khía cạnh. Khi mà nói về cái sai á, dùng từ sai á, thì nó cũng có nhiều cấp độ. Rồi cái hậu quả nó đem đến á, nó cũng có nhiều cấp độ. Từ thấp đến cao mà để Đức Hành Tuệ cũng giảng rõ rồi. Nhưng mà ở đây á, sư có một cái lời, sư chỉ nhấn mạnh cái điểm này thôi, tại vì sư thấy có một cái điều này mình nên cần lưu ý thôi, chứ mình đừng có nghĩ rằng à con cũng sai vừa vừa, con tu sai vừa vừa, hay là cái hậu quả đó, con cái hậu quả của một số vị mà gây nên những cái lỗi lầm về cho Đức Phật, cho giáo pháp, cho Đức Tăng á, ở trong thời Đức Phật cũng có, hay là trong các chuyện tiền thân á, cũng có, nhưng mà rồi lại có một số trường hợp gọi là cá biệt nha, sư nói là trường hợp cá biệt hay là đặc biệt nha, trường hợp đặc biệt thì cũng được giải thoát, nhưng mà giải thoát rất là muộn màng quý vị, rất muộn màng, mà trước khi mà để đạt được giải thoát đó là phải chịu những cái cực cực hình rất là thống khổ, rất là thống khổ ở trong bốn cái khổ cảnh, thì sư sẽ không nói vấn đề đó. Tại vì sao sư không nói vấn đề đó? Tại vì khi sư nói vấn đề này nè, là sư có cái cảm giác đó, sư có cảm giác thôi, là một số vị sẽ chủ quan nói là thì chắc cuối cùng mình sai thế này, hay mình quậy thế kia, thì chắc cuối cùng mình cũng sẽ chắc ngộ thôi, cũng sẽ đoạn tận phiền não thôi, cho nên chứ sư không nói vấn đề đó, mà sư nói vấn đề chính yếu là như vậy, để cho quý vị chỉ cần quý vị tâm niệm điều này thôi, quý vị tự bản thân quý vị sẽ biết nên làm cái gì thôi. Cái hậu quả mà theo sư biết mà nặng nhất mà khi mà tu sai, cái chữ tu ở đây rất là rộng rộng lớn thưa quý vị, có nghĩa là quý vị học sai, hành sai, ý quý vị sai, có nghĩa là quý vị có thể rơi vào cái tà kiến ác đó, hay gọi là tà kiến cố định đó, rồi thân quý vị làm sai, khẩu quý vị làm sai, thì cái hậu quả mà theo sư nghĩ á, là nó tai hại nhất, mà kinh khủng nhất đó là không xác định được cái sinh tử luân hồi của quý vị. Không xác định được sinh tử luân hồi là sao, là quý vị luân hồi một miên man luôn, quý vị luân hồi mà gọi là không có điểm dừng đó. Theo sư cái hậu quả mà nghiêm trọng nhất đối với bản thân chúng ta, chứ chúng ta đừng có nên nên lấy một vài trường hợp đặc biệt ở trong kinh điển mà chúng ta nghĩ là à cái vị đó thì cũng phạm những lỗi trọng cả, nhưng mà rồi cũng giác ngộ mà. Thì sư thì riêng bản thân sư nha, sư không có đồng ý quan điểm này, mà quý vị nên tâm niệm là nếu mình thân ý mình sai, thân mình sai sai, khẩu mình sai, thì cái tai hại nhất là cái đường sinh tử luân hồi mình nó không xác định, cái khổ đau mình nó triền miên, nó không có điểm dừng, nó không có ngừng nghỉ. Nếu mà lỡ may quý vị không may mắn á, nghĩa là xui nhất quý vị đi vào địa ngục và vô gián, là cái cực hình hành hạ nó không có gián đoạn, từng giây từng phút từng sát na. Đó là cái câu trả lời đầu tiên của sư. Rồi cái câu thứ hai quý vị hỏi là giả sử tu sai mà điên dại á, thì có trở lại đời sống bình thường hay không, và câu thứ ba là và khi bình thường thì họ tiếp tục tập nói không, thì sư cũng hoàn toàn đồng ý với Đức Hành Tuệ. Đây là một câu hỏi mở mà Đức Hành Tuệ rất khéo léo trả lời, cho nên sư sẽ không bổ sung thêm về hai câu hỏi sau, và cũng xin kết thúc cái câu trả lời này. Dạ vâng. Chúng ta qua cái câu hỏi tiếp theo.